Hôm nay shop vừa bàn giao một bàn tập luyện ba lỗ mét 7 cho hai em trai. Phòng các em cũng khá là nhỏ thì với cái bàn này chắc là cái sự lựa chọn tốt nhất rồi em nhỉ. Đó. Anh thấy để trong không gian này thì rất là phù hợp. Ngoài những cái lúc mà làm việc sau thì anh em có thể làm vài cơ giải trí. Đó thì sau một hồi test bàn thì cái đánh giá nhận xét của em như nào, em có thể cho anh cũng như là các bạn xem video thì có một vài cái nhận xét xem là cụ thể là bàn có giống như quảng cáo không. Như thật anh ạ, À, như thật. như bàn thật. Nói như thật là hơi quá, các bạn lại tưởng anh nhờ em quảng cáo thì chết. Em nói thật. Nói chung với bàn này thì anh em mình hoàn toàn có thể tập luyện những cái động tác cơ bản ở nhà, vào bộ xác định tiếng ngắm ra ngọn kiểu sắp bị cái băng thì anh em mình hoàn toàn có thể chặt băng được. Như nãy em còn cân vui vui cơ, lỗ thì được thu nhỏ rồi cho nên là về cái tỷ lệ lắc lỗ nó khá là cao nếu như các bạn đánh không chính xác. Lỗ có 8 triệu, lỗ có 8.5 thôi. Anh em mà đánh không chính xác là nó sẽ lắc nó ọc ra ngay. Nói chung là anh em sẽ tập luyện được cái vấn đề về lực chứ không phải là cứ bia sức mạnh nóng bùm bụp là không được. Ok, rất là cảm ơn em nhé. Chúc em tập luyện hiệu quả vui vẻ nhé.